chào mừng các bạn đến với kênh Chim Cảnh Việt. Chúc bạn xem video vui vẻ, hạnh phúc, an lành và thành công. Mời bạn đăng ký kênh theo dõi video tiếp theo. Cảm ơn.
cái ga này đúng chưa? Đây là Ninh Bình. Rộng rãi. Đây kia chưa? Rộng rãi đông khách xuống. Tí thì đi đông. Đi thấy có bỏ bì thư ở đây. Hôm nay thì chị không có làm gì mà góp ý. Cẩm nang đi tàu nè. Giờ đi thì có, giờ đến thì không có trong vé. Tàu toa này không có tiếng loa luôn, không biết tàu đưa mình đến đâu. Món ăn thì ghi như vậy nhưng cấm quay phim chụp ảnh. Tại sao vậy? Phong bì thư góp ý bị rách.